Và người khám phá ra cái thuyết toàn não này chính là Roger Rutherford-Perry. Ông là người nhận giải Nobel sinh học vào năm 1981. Chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn đối với nhà bác học này với một tràng pháo tay để biết ơn ông. Ông đã cho chúng ta biết về thuyết toàn não này các con. À, sau này khi chúng ta được học bất kỳ điều gì mới thì chúng ta hãy học nó với lòng biết ơn, và với lòng là chúng ta biết ơn người đó đã khám phá và cho chúng ta nhiều kiến thức bổ ích, được không các con? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào khám phá thứ nhất, được chưa? Mời khám phá thứ nhất. Rồi, khám phá thứ nhất là bộ não của chúng ta có chức năng điều khiển chéo. Đấy chưa? Chúng ta có hai bán cầu não, bán cầu não trái và bán cầu não phải, và nó có chức năng điều khiển chéo. Bây giờ các bạn muốn biết là nó có chức năng điều khiển chéo như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một cái thí nghiệm ha. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn nào. Cô mời cánh tay phải của các bạn. Được chưa? Tay phải các bạn. Rồi, cô thấy rất là nhiều những cánh tay được chơi lên. Bây giờ tay phải của các bạn sẽ đưa ra và vẽ hình số 6. Được không? Vẽ hình số 6 nha. Tay phải vẽ hình số 6. Được không? Vẽ rất là tự nhiên đúng không? Rồi, rất là nhiều bạn làm được. Rồi, bây giờ hạ tay phải xuống, các bạn đưa chân phải ra. Đưa chân phải ra. Các bạn sẽ quay cái chân phải theo cái chiều kim đồng hồ các bạn. Quay cái chân phải theo chiều kim đồng hồ. Chân phải bây giờ hạ tay xuống. Và chúng ta sẽ quay chân phải nha. Hạ tay phải xuống mà quay chân phải này. Rồi, quay chân phải theo chiều kim đồng hồ, được không? Cũng rất dễ dàng đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp cả hai tay. Kết hợp cả chân và tay. Chân và tay nãy là tay phải chúng ta quay số 6. Chân trái là chân phải thì quay theo chiều kim đồng hồ, được chưa? Bây giờ chúng ta kết hợp tay phải thì quay số 6. Chân phải thì quay theo chiều kim đồng hồ. Làm được không? Bạn nào làm được comment số 1 cho cô nào. Con có không, nó làm được không? Rất là nhiều bạn làm được. Đâu cô mời một bạn nào một bạn làm được sẽ quay cho cả lớp xem sao là các bạn quay cái. Rồi cô mời Ngọc Mai Cu Tè lớp Mai. Ngọc Mai sẽ quay cho cả lớp xem ha, coi làm được không nha. Rồi, con quay sai rồi thì nào, phải có làm được không Ngọc Mai? Chân phải thì con sẽ quay theo chiều kim đồng hồ, tay phải con sẽ vẽ số 6 cùng một lúc. Không làm được đúng không con? Đúng rồi, mình không có làm được đâu nha. Rồi bây giờ có một cái trò chơi khác. Bây giờ tay phải các bạn vẫn vẽ số 6, được không? Hay, bây giờ chân trái nha, nãy là mình quay chân phải nha, bây giờ mình sẽ quay chân trái nè. Chân trái mình sẽ quay theo chiều kim đồng hồ. Rồi bây giờ chúng ta kết hợp giữa tay phải và chân trái nào, lòng đi. Ồ, rất là nhiều bạn làm được đúng không? Rồi, vậy là bạn làm được rồi. Các bạn nào làm được comment số 2 cho cô nào. Rất là nhiều bạn làm được. Được chưa? Và chúng ta cùng quay trở lại với màn hình ha. Khi chúng ta quay tay phải và chân phải, tay phải thì quay theo số 6, còn chân phải quay cùng chiều kim đồng hồ thì chúng ta không làm được. Nhưng khi chúng ta quay tay phải theo số 6 và chân
trái theo chiều kim đồng hồ thì chúng ta làm được rất là dễ dàng. Bởi vì sao? Bởi vì phía bên tay phải của chúng ta sẽ được điều khiển bằng máng cầu não bên trái, và phía bên nửa thân bên trái của chúng ta sẽ được điều khiển bằng máng cầu não bên phải. Vậy thì chúng ta là bộ não của chúng ta có những cái máng cầu và có chức năng điều khiển chéo. Hồi nãy chúng ta làm không được, nếu như trên trái, trên phải và tay phải cùng là không làm được, bởi vì giống như chúng ta cùng đi trên một chiếc xe, giống như là bạn Minh Ánh và bạn Ngọc Mai nhé. Nếu như hai con cùng đi trên một chiếc xe đi ra tới đầu ngõ, bạn Ngọc Mai thì đòi rẽ bên tay phải, bạn Minh Ánh thì đòi rẽ bên tay trái, thì chiếc xe nó sẽ không thể nào di chuyển được, đúng không? Nhưng mà nếu như bạn Ngọc Mai có một chiếc xe đạp riêng nè, bạn Minh Ánh có một chiếc xe đạp riêng, hai bạn rẽ về hai hướng đi siêu thị thoải mái luôn, chiếc xe vẫn chạy bình thường, đúng không? Bởi vì bộ não của chúng ta nó có hai máng cầu và nó điều khiển chéo. Máng cầu não phải sẽ điều khiển nửa thân bên trái và máng cầu não trái sẽ điều khiển nửa phân bên phải. Bây giờ chúng ta hãy lấy tay tay trái thì để lên nửa đầu bên trái, và tay phải là điều khiển nửa thân bên phải. Giơ tay lên là giống câu nào? Điều khiển nửa thân bên phải, rồi đặt tay phải lên nửa đầu phải và điều khiển nửa thân bên trái. Vậy chúng ta nhớ chưa? Chúng ta nhớ là bộ não của chúng ta có hai máng cầu và máng cầu não trái sẽ điều khiển thân bên tay phải, và máng cầu não phải sẽ điều khiển nửa ở thân bên trái, được chưa? Rồi chúng ta sẽ qua cũng trong cái khám phá này thì chúng ta biết là cái máng cầu não trái nó sẽ chịu trách nhiệm xử lý một số các hình số như là cái dữ liệu như là chữ nè, số nè, ký hiệu hay là tính toán. Ví dụ như là khi chúng ta nhìn thấy chữ bài thơ nè, bài thơ sống ở Dương Quỳnh chẳng hạn, dữ dội và dịp êm, ồn ào và lặng lẽ, sân không hiểu nổi mình, sống tiền ra tận bể. Thì lúc này não trái nữa, bản cầu não bên trái nó sẽ phải ngồi yên, đây là chuyện của tớ, để tớ xử lý. Bạn không có được can dự vào, đây là chuyện của tớ. Rồi ví dụ như chúng ta nhìn thấy cái dữ kiện là chiến thắng Bạch Đằng năm 1938 thì não trái, đây là dữ liệu của tớ, phải bạn ngồi yên để tớ xử lý, được chưa? Hoặc là những cái ký hiệu, những ký hiệu hoặc là những cái tính toán như là 1 cộng 1 bằng 2 hay là hệ thức lượng giác thì đó, thì nó là bên não trái sẽ xử lý, được chưa? Vậy thì não trái xử lý những cái hình, những chữ số, ký hiệu rồi tính toán, vậy thì não phải nó sẽ làm nhiệm vụ gì? Não phải nó sẽ có nhiệm vụ là xử lý các dữ kiện như là hình ảnh nè, màu sắc nè, sáng tạo và tưởng tượng. Mình nhìn thấy màu nè, xanh đỏ tím vàng, não phải đây của tớ trái lại ngồi im. Hoặc là nhìn thấy cái hình ảnh nào đó thì não phải sẽ lên tiếng thay của tớ não trái bạn ngồi im, được chưa? Và khi chúng ta tưởng tượng thì đây cũng chính là công việc của bản cầu não phải, được chưa? Vậy thì khi chúng ta cùng xử lý một cái dữ kiện nào đó, nó vừa có hình ảnh nè, vừa có những cái chữ số tính toán, thì chúng ta phải sử dụng cả hai bản cầu não, được chưa? Vậy thì chúng ta nhớ cho cô nè, bây giờ chúng ta sẽ comment cho cô nè. Nếu như là chân phải của chúng ta xử lý các hình ảnh, màu sắc, sáng tạo và tưởng tượng, chân trái thì xử lý một cái chữ số, ký hiệu và tính toán, vậy thì các bạn muốn đi bằng hai chân hay một chân? Các bạn nào, các bạn comment xuống nào. Nếu như bạn nào thích đi bằng hai chân thì comment số 2, bạn nào thích đi một chân thì chúng ta comment số 1 cho cô. Rất là nhiều bạn đều thích đi bằng hai chân, đúng không? Vậy thì tại sao mà chúng ta cần phải đi bằng hai chân?
Rồi cô mời một bạn ha. Cô mời một bạn nào nói cho cô biết tại sao chúng ta phải đi bằng hai chân. Cô mời bạn Nguyễn Công Hải Nam nào. Con nói cho cô biết tại sao con lại muốn đi bằng hai chân. Hải Nam ơi, con bật mic lên nào. Hải Nam ơi. Chưa nghe thấy bạn Hải Nam nói. Con có thể nói lớn hơn hơn một xíu nữa được không Hải Nam? Chắc bên của bên mic của bạn Hải Nam có trục trặc rồi. Cô xin mời một bạn khác nhé. Rồi cô mời Hoàng Kim nào. Hoàng Kim ơi, con cũng mở mic lên rồi nói chuyện nào Hoàng Kim. Tìm đi đâu mất tiêu luôn rồi. Là đi tìm người tìm một phần trợ giúp của người thân rồi. Cô mời một bạn khác nào, có rất rất là nhiều bạn chúng ta muốn giơ tay phát biểu nào. Cô sẽ mời bạn Quyên Chi nha. Quyên Chi ơi, con mở mic lên nha. Quyên Chi ơi, trước khi con trả lời, con có thể giới thiệu về con nào? Chức năng là
điều khiển chéo. Được chưa? Và bây giờ cô trò của chúng ta sẽ qua phần khám phá thứ hai. À, khám phá thứ hai cho ta biết điều gì đây? À, khám phá thứ hai, cô mời các bạn nhìn lên màn hình mà cô chia sẻ là. Rồi, khám phá thứ hai là mỗi vùng não chúng ta sẽ có những nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ như là vùng vận động và vùng vỏ não thì phụ trách chức năng vận động nào, khe trung tâm nào, vỏ não cảm giác nào, vùng vị giác nào. Thì tất cả những cái vùng này nó sẽ có những chức năng khác nhau. Giống như là một căn nhà của chúng ta mà có nhiều phòng á, giống như là phòng khách nè, phòng ăn nè, phòng ngủ của con nè, phòng ngủ của cha mẹ chẳng hạn. Được chưa? Vậy thì chúng ta nên nhớ cho cô là mỗi vùng não thì nó sẽ có những cái chức năng, có nhiệm vụ khác nhau. Được chưa? Tại sao mà người ta biết là có những cái nhiệm vụ khác nhau như thế này? Thì người ta sẽ dùng một phương pháp người ta gọi là điện não đồ. Khi chúng ta người ta chùm lên đầu mình một cái phần vùng điện não như thế này, là người ta kiểm tra bộ não của mình đó. Khi mình suy nghĩ, người ta hỏi mình về những con số, thì bên não trái nó sẽ những cái đèn ở bên não trái nó sẽ sáng lên. Khi người ta kêu mình tưởng tượng đi, con hãy tưởng tượng ra một cái điều gì đó đi, thì những cái đèn ở bên não phải nó sẽ sáng lên. Bởi vậy người ta biết là não của mình nó có những cái chức năng, có nhiệm vụ khác nhau. Được chưa? Rồi, đó là nhiệm vụ của mỗi vùng não sẽ khác nhau, đó là khám phá số 2. Rồi, mời các bạn sẽ, các con chúng ta sẽ trở lại với khám phá số 3. Khám phá số 3 này rất là đặc biệt nha các con. Rất là nhiều người hiểu sai về bộ não của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về bộ não của chúng ta qua khám phá số 3. Chúng ta biết là số lượng tế bào thần kinh của chúng ta đều giống nhau, nó khoảng 86 tỷ neuron thần kinh. Vậy là tất cả mọi người trên thế giới này đều có cái số lượng neuron thần kinh giống nhau nha các con. Không phải là ông trời cho bạn này nhiều neuron thần kinh hơn, bạn ấy thông minh hơn, cho bạn khác neuron thần kinh ít hơn nên bạn ấy chưa thông minh bằng. Mà tất cả chúng ta đều có số lượng neuron thần kinh giống nhau, khoảng 86 tỷ neuron thần kinh. Và cái neuron thần kinh này chúng ta hãy tưởng tượng nó giống như là gạch đất để xây một ngôi nhà. Hãy tưởng tượng bộ não của chúng ta giống một cái ngôi nhà, và cái neuron thần kinh này chính là những cái viên gạch. Được chưa? Những cái neuron thần kinh này nó kết nối với nhau, liên kết lại với nhau thì cho chúng ta một bộ não khỏe mạnh. Nếu như là các liên kết của nó bền vững, giống như là chúng ta xây gạch đấy, gạch để xây nhà các em không? Nếu như cái liên kết giữa các cục gạch nó không có được bền chặt thì ngôi nhà đó sẽ không được bền vững mà nó dễ bị sập, đúng chưa? Vậy thì khi muốn cho các neuron thần kinh này liên kết với nhau được bền chặt hơn thì chúng ta phải hoạt động nhiều, suy nghĩ nhiều, tập thể dục cho bộ não. Về cách thể dục như thế nào thì những cái tiếp theo thì cô sẽ chia sẻ sau, được chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta vào khám phá thứ tư. Hồi nãy chúng ta nói về 86 tỷ neuron thần kinh đúng không? Và mọi người đều giống nhau nhưng có sự phân bố khác nhau. Các neuron thần kinh này có sự phân bố khác nhau nghe các con. Nếu như là có thể là cô quy ước nha, 86 tỷ neuron thần kinh đó, cô quy ước nó ra thành số 10 chẳng hạn cho nó dễ chia ha các con. Nếu như là có 10 neuron thần kinh đó thì hết 8 phần nó tập trung về phía bên trái, chỉ còn 2 phần tập trung vào bên phải. Vậy thì bộ não của chúng ta sẽ xử lý những cái chữ nè, số nè, các ký hiệu nè,
này học rất là giỏi. Nếu như chúng ta có cái phần neuron thần kinh này tập trung về đĩa bên tay, bên phía não trái, được chưa? Còn nếu như neuron thần kinh tập trung về phía bên não phải, sức tưởng tượng của bạn rất là phong phú. Ngoài ra thì có những bạn thì neuron thần kinh nó phân bố đều cả hai bên, thì những cái bạn đó sẽ vừa học giỏi là vừa có những cái năng khiếu rất là tốt và có sự tưởng tượng rất là tốt ha. Tức là nó phát triển đều về cả hai đáy cầu não, được chưa? Vậy thì nếu như các bạn muốn phát huy được thế mạnh của mình thì chúng ta phải biết sử dụng là chúng ta mạnh về phía não phải hay là mạnh về phía não trái. Giống như bây giờ cô và các bạn cùng chơi một cái trò chơi ha. Rồi bây giờ chúng ta có bốn căn phòng nha, và cô nhắc lại là bốn căn phòng này có diện tích bằng nhau, có diện tích bằng nhau thì bốn căn phòng mình á, là hãy chọn một căn phòng để vô và dọn dẹp cái căn phòng đó. Căn phòng số 1 sẽ có một người trợ giúp mình, căn phòng số 2 sẽ có 6 người trợ giúp mình, căn phòng số 3 có 2 người trợ giúp mình, căn phòng số 4 sẽ chỉ có một người trợ giúp mình. Vậy thì các con sẽ chọn vào căn nào đây? Nhớ là diện tích bằng nhau ha. Và trong căn phòng sẽ có những người giúp mình. Thầy con sẽ comment cái căn phòng mà con đã chọn chọn vào để dọn dẹp làm sao cho có hiệu quả nhanh nhất nào. Tất cả các bạn đều chọn căn phòng số 2. Các bạn tuyệt vời quá. Chúng ta hãy tự hưởng cho chúng ta một tràng pháo tay nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái hình tiếp theo ha. Bây giờ các con hãy chọn một cái căn phòng mà chúng ta bật vào đó để dọn dẹp nào. Nhớ là diện tích giống nhau nè. Căn phòng số 1 chỉ có một người trợ giúp chúng ta thôi. Căn phòng số 2 cũng chỉ có một người thôi. Căn phòng số 3 cũng lại chỉ có một người. Nhưng mà căn phòng số 4 tới 7 người. Vậy thì các bạn sẽ chọn phòng nào đây? Phòng số 1, 2, 2, 3 hay là 4 nào? Comment nhanh lên nào! Rất là nhiều những bạn chọn căn phòng số 4. Các con đều là những người rất là tuyệt vời. Chọn được những căn phòng rất là để hoàn thành việc nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất, đúng không? Rồi, các con tuyệt vời quá. Các bạn nào cũng chọn căn phòng số 4. Rồi, tới hình ảnh tiếp theo nha. Rồi, vậy thì trong hình ảnh này các con sẽ chọn phòng nào đây? Phòng số 1, 1 người. Phòng số 2, 1 người. Phòng số 3, 6 người. Phòng số 4, 2 người. Vậy thì các con sẽ chọn phòng nào? Các bạn đều chọn phòng số 3. Các bạn thông minh quá. Các bạn đều chọn được căn phòng số 3. Vì căn phòng số 3 nó có nhiều người trợ giúp hơn thì mình sẽ làm nhiệm vụ nhanh hơn, đúng không? Rồi, tiếp tục nào. Bây giờ các bạn sẽ chọn cho cô căn phòng số mấy đây? Số 1, số 2, số 3 hay là số 4 đây? Comment. Các bạn đều chọn căn phòng số 1, tuyệt vời. Các bạn thật là tuyệt vời. Rồi, nếu như các bạn chọn đúng căn phòng thì các bạn sẽ trở thành người chiến thắng, đúng không? Nếu như chúng ta chọn những căn phòng ít người thì chúng ta không thể nào dọn dẹp nhanh bằng cái căn phòng mà chúng ta có nhiều người trợ giúp, đúng không? Rồi, vậy thì khi đi học cũng vậy, chúng ta hãy chọn những cái điểm mạnh của chúng ta để phát triển bản thân chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành một người tài năng đạt cái thành tích cao nhất cho công lĩnh vực của chúng ta chọn ha. Giống như là nhà bác học. Nhà bác học này là nhà bác học nào các bạn biết không? Đây là Albert Einstein, một nhà bác học vĩ đại nhất thế giới ha.
Và ông nói rằng mỗi đứa trẻ đều là một thiên tài, bởi vì khi nếu như chúng ta biết được mình có điểm mạnh nào, chúng ta giống như chúng ta biết là mình sẽ vào căn phòng nào mà có nhiều người trợ giúp chúng ta, là chúng ta sẽ được thành công, sẽ trở thành, đều trở thành những cái thiên tài hết. Cơ bản là chúng ta có biết được là chúng ta mạnh ở điểm nào hay không thôi, được chưa? Muốn biết thì chúng ta phải trải nghiệm thật nhiều nhé các con. Chúng ta trải nghiệm và học tập thật nhiều để chúng ta biết là mình sẽ mạnh ở điểm nào, được chưa? Rồi.